Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khoa học Công nghệ và Đời sống. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn truyền tải đến quý vị phóng sự về tấm gương tiêu biểu, Thạc sĩ Đỗ Thị Diễn, trưởng phòng tổ chức và công tác sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng, sáng tạo trong việc áp dụng phương pháp mới sưu tầm, truyền dạy tiếng nói, chữ viết của dân tộc Tày. Việc làm của cô góp phần quan trọng trong bảo tồn, phát huy giá trị tiếng Tày nói riêng và văn hóa truyền thống của người Tày trong lao động, đời sống. Thưa quý vị khán giả, tỉnh Cao Bằng có tỷ lệ người dân tộc thiểu số 95% dân số toàn tỉnh, trong đó dân tộc Tày chiếm tỷ lệ lớn nhất trên 40%, còn với các dân tộc Nùng, Mông, Giao, Sán Chỉ, Lô Lô chiếm tỷ lệ từ 0,54% đến 29,81%. Mỗi dân tộc đều có những nét đặc trưng văn hóa độc đáo về tiếng nói, chữ viết, trang phục và nghề truyền thống riêng, tạo nên bức tranh văn hóa dân tộc đa dạng và phong phú. Để góp phần bảo tồn gìn giữ tiếng nói, chữ viết với giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Tày, nhiều năm gần đây, Thạc sĩ Đỗ Thị Diễn, trưởng phòng tổ chức và công tác sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng luôn tâm huyết sáng tạo, vận dụng kiến thức, cải tiến phương pháp truyền dạy để nâng cao hiệu quả kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho người học. Với mong muốn cải tiến phương pháp giảng dạy tiếng Tày được linh hoạt, đạt hiệu quả hơn, cô Diễn đã tìm tòi, nghiên cứu và đưa giải pháp dạy học tiếng Tày theo dự án Project Mô hình dạy, lấy người học làm trung tâm, hướng đến mục tiêu giúp người học sử dụng tiếng Tày như một công cụ giao tiếp có tính thực tế, trở thành những công dân biết gìn giữ và phát huy ngôn ngữ, văn hóa dân tộc Tày. Chương trình dạy học dự án được xây dựng dựa trên những câu hỏi định hướng quan trọng, dễ tiếp thu, sát hợp với cuộc sống cũng như trong công việc. Có thể khám phá, thúc đẩy mong muốn học tập của người học, tăng cường năng lực hoàn thành những công việc quan trọng và mong muốn được đánh giá. Đồng thời, đề xuất vấn đề, lập kế hoạch giải quyết vấn đề và trình bày kết quả thực hiện. Khuyến khích người học tìm tòi, hiện thực hóa những kiến thức đã học để tạo ra sản phẩm của chính mình. Quá trình học tập thường được thực hiện theo nhóm, được gắn lý thuyết với thực hành, từ tư duy và hành động. Cùng một nội dung nhưng học theo những cách khác nhau để tạo ra những sản phẩm khác nhau. Dựa trên tiến trình phương pháp dạy học, giải pháp đã triển khai áp dụng trong các năm học 2020 đến 2023, thực hiện cho 6 lớp tiếng Tày tại Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng và 1 lớp tiếng Tày K1 ở tỉnh Lào Cai, dành cho đối tượng học viên là cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng công an, quân đội ở các trường, trung tâm, ở vùng có dân tộc thiểu số sinh sống. Kết quả đạt được có tính khả thi cao, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của người học được nâng lên. So với khảo sát trước khi tiến hành phương pháp dạy học theo dự án, điểm khá tỷ lệ tăng cao ở các lớp từ trên 18% lên đến 60%. Học viên hứng thú học tập và đã sáng tạo ra được sản phẩm nghe nói, đọc, viết trên giấy, viết đánh máy tính, hát then tính, đáp ứng yêu cầu công việc và giao tiếp của mỗi cá nhân trong cuộc sống. Trong đó nổi bật có sản phẩm dự án Gọi Căn Dực Mắn Biên Trái, cùng nhau giữ chắc biên giới của chiến sĩ đồn biên phòng Cốc Bàng, đã nói rõ nhiệm vụ chính của các anh vừa phải làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên, phối hợp với các lực lượng liên quan như công an, kiểm lâm, hải quan, dân quân tự vệ, làm tốt công tác vận động tuyên truyền trong nhân dân, thực hiện việc toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, bài trừ các hủ tục lạc hậu, phòng chống các loại tệ nạn xã hội, buôn bán trái phép ma túy, buôn bán người qua biên giới. Kiêm nhiệm thêm cả nhiệm vụ làm thầy giáo, dạy dỗ con em đồng bào các dân tộc nơi đóng quân. Xuống cơ sở, thực hiện việc tuyên truyền, vận động bà con chấp hành và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Giúp gia đình chính sách ở địa phương gặt lúa. Các anh không quản ngày đêm, thường xuyên tiến hành tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường biên, các cột mốc giới. Giải pháp áp dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học tiếng Tày để nâng cao kỹ năng nghe nói đọc viết cho người học trên địa bàn tỉnh Cao Bằng của cô Diễn đã được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Cao Bằng, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh,
tỉnh đoàn đánh giá cao và đã đạt giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 8 2022-2023. Đặc biệt, cô đã vượt qua được 500 dự án và là một trong 84/584 công trình tiêu biểu có đủ điều kiện để tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2024. Sẽ được trao giải trong buổi tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 2022-2023, sẽ được tổ chức vào tháng 4 năm 2024 tại Hà Nội. Chúng tôi và một số những đồng nghiệp ở trong trường đã được lãnh đạo trường tin tưởng và giao nhiệm vụ là biên soạn và giảng dạy tiếng Tày. Thì qua hơn 9 năm công tác và giảng dạy tiếng Tày thì tôi đã sử dụng rất là nhiều những cái phương pháp dạy học, và tôi thấy cái phương pháp dạy học theo dự án là một trong những cái phương pháp rất là hiệu quả. Nó giúp cho học viên có thể là tích cực hơn trong cái việc giảng dạy và nâng cao cái kỹ năng nghe nói đọc viết cho học viên, và từ đó từng bước nâng cao cái đời sống kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng. Và vì vậy cho nên là tôi cũng đã cố gắng truyền tải và chia sẻ đến học viên những cái kiến thức và cái kỹ năng của mình, qua đó để bảo tồn và phát huy cái truyền thống văn hóa cũng như là ngôn ngữ dân tộc Tày tỉnh Cao Bằng. Tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh lần thứ 8 năm 2022-2023 về lĩnh vực giáo dục và đào tạo thì tôi may mắn được giải nhất của cuộc thi, và tôi nghĩ rằng hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Cao Bằng tổ chức thì nhằm thúc đẩy cái phong trào lao động sáng tạo của toàn dân và thúc đẩy cái việc vận dụng có hiệu quả giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và trong đời sống, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tôi qua đây, tôi cũng xin chân thành cảm ơn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Cao Bằng tạo cho chúng tôi một sân chơi trí tuệ, bổ ích và ý nghĩa, tạo cơ hội cho toàn dân lao động sáng tạo, để chúng tôi là những người công dân được góp sức nhỏ bé của mình trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng thêm giàu mạnh. Ghi nhận những công hiến, nỗ lực trong việc lưu giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Tày, cô Diễn đã được các cấp, ngành biểu dương khen thưởng. Trong đó có Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập năm học 2021-2022. Tỉnh ta, đồng bào Tày có nền văn hóa phong phú, đa dạng, có tiếng nói, chữ viết từ lâu đời. Đó là tài sản vô giá, hồn cốt của một tộc người. Ngôn ngữ Tày là ngôn ngữ đẹp, không thua kém một loại hình ngôn ngữ nào khác. Ở mỗi vùng quê, tiếng Tày mang những nét đặc trưng riêng với những âm điệu độc đáo. Lưu giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc là vấn đề quan trọng, được các cấp ngành trong tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Giải pháp sáng tạo trong giảng dạy tiếng Tày của cô Diễn thực hiện tại các lớp học đã thực sự đi vào cuộc sống, không chỉ thực hiện tốt mục tiêu triển khai hiệu quả chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 9 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức, công tác ở vùng dân tộc, miền núi. Xây dựng kế hoạch đào tạo tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với yêu cầu công tác cho những cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý làm việc thường xuyên trong các lĩnh vực liên quan tới nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, quản lý dân cư, gìn giữ an ninh chính trị, quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo ở các vùng dân tộc, miền núi. Mà đặc biệt còn là minh chứng cho sự say mê, tâm huyết, sáng tạo, nỗ lực không ngừng để đạt được hiệu quả cao nhất, giúp người học sử dụng tiếng Tày như một công cụ giao tiếp có tính thực tế, trở thành những công dân gìn giữ và phát huy ngôn ngữ, văn hóa dân tộc Tày. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục khoa học công nghệ và đời sống xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin được gửi về theo địa chỉ Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Tổ 5, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, hoặc địa chỉ email tttthk@hcn.a.gmail.com. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.